Tin Vatican, ý cầu nguyện tháng 7 của Đức Thánh Cha, cầu cho các linh mục trong sứ vụ của các ngài. Trong tháng 7 này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu đồng hành với các linh mục bằng tình bạn với các ngài. Trong video ý cầu nguyện tháng 7 của năm 2018, Đức Thánh Cha đã xin các tín hữu giúp cho các linh mục trên toàn thế giới cảm thấy được đồng hành và nâng đỡ trong sứ vụ của các ngài. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sự đa dạng phong phú của các hoạt động mà các linh mục đang thực hiện và sự mệt mỏi do nhiều nghĩa vụ các ngài phải thực hiện. Đức Thánh Cha nói, Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các linh mục để những ai cảm thấy mệt mỏi và cô đơn trong hoạt động mục vụ có thể tìm thấy sự giúp đỡ và an ủi trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa và nhờ tình bạn với các anh em linh mục của các ngài. Đức Thánh Cha cũng nói thêm, vào những lúc đó, thật là tốt khi các linh mục nhớ rằng dân chúng yêu quý các linh mục của họ, họ cần và tin tưởng các ngài. Cha Ferdinand Fornos, dòng tên giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của đức giáo hoàng đã giải thích sứ vụ của chúa ủy thác cho các mục tử đòi hỏi một sự dấn thân hoàn toàn để phục vụ tha nhân và sứ vụ nhưng sứ vụ này rất khó khăn mà nếu không có một tình bạn thẩm sâu với chúa không có sự cầu nguyện và sự trợ giúp nâng đỡ của cộng đoàn thì các linh mục không thể hoàn thành sứ vụ đó là lý do tại sao đức thánh cha mời gọi các tín hữu đồng hành với các linh mục Bằng tình bạn với các ngài Theo Niên Giám Tòa Thánh Trên toàn thế giới hiện có 415.656 linh mục Trong số này, các linh mục tại Mỹ Châu chiếm 37,4% Châu Âu chiếm 31,6% Á Châu 15,1% Phi Châu 13,4% Và cuối cùng Châu Đại Dương chiếm 2,5% Các linh mục phải thi hành công tác mục vụ chăm sóc cho hơn 1,2 tỷ người công giáo trên khắp các châu lục.